Đàn bà mà càng nghiện làm bốn việc này thì càng dễ ngoại tình. Các bạn thân mến, ngoại tình là một điều mà không ai mong muốn với cuộc hôn nhân của mình cả. Và việc các bà vợ ngày nay trốn chồng đi ngoại tình càng không phải là một vấn đề hiếm hoi. Và có dấu hiệu nào để mà nhận biết những mẫu phụ nữ mà dễ ngoại tình hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ mà càng thích làm bốn việc này thì càng dễ ngoại tình. Thứ nhất là những người phụ nữ mà cứ thích ngủ riêng và tránh gần gũi với chồng. Các bạn biết đấy, hôn nhân thì không thể thiếu được tình dục. Và chuyện chăn gối thì gắn chặt trong đời sống hôn nhân để giúp các cặp đôi tìm kiếm niềm vui và sự viên mãn. Chuyện chăn gối viên mãn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc hôn nhân. Và nếu như người vợ thường xuyên thích ngủ một mình, thường xuyên tránh gần gũi, tránh thân mật, là một dấu hiệu cho thấy vợ đang chán chồng một cách điển hình nhất. Tất nhiên với những cặp đôi, với những cặp vợ chồng mà lớn tuổi hơn một chút, khi mà miếng ăn giấc ngủ đôi khi cũng trở nên thay đổi và lệch nhịp, thì có thể các bác lựa chọn cái cách ngủ riêng để chúng ta có thể thoải mái hơn và không làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của nhau. Thế nhưng nếu như với những cặp vợ chồng tuổi vẫn chưa phải là quá cao và việc ăn ngủ với nhau cũng không phải là vấn đề gì đó quá phiền phức, vậy mà các bà vợ lại trốn tránh trách nhiệm, chán chồng, không muốn ngủ cùng chồng để tránh những cái va chạm về mặt thể xác, thì đây là một dấu hiệu đáng báo động. Tuy nhu cầu tình dục của mỗi người là khác nhau và nữ giới thường có nhu cầu ít hơn phái mạnh, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị em phụ nữ không có, đặc biệt là với những người vợ trẻ hoặc những người vợ mà đang bước vào lứa tuổi hồi xuân. Khi ngoại tình thì đàn ông có thể không mặn mà với chuyện chăn gối bởi vì đã được thỏa mãn. Với phụ nữ thì khác, họ không muốn làm chuyện ấy với chồng vì bản thân không cho phép những người mà mình không yêu được đụng chạm đến cơ thể của mình. Và khi người phụ nữ đã có một hình bóng thương nhớ ở bên ngoài thì cô ấy sẽ vô thức so sánh bạn với người đàn ông kia. Bạn không bằng anh ta ở bất cứ một khía cạnh nào, và thậm chí bắt đầu nghi ngờ tình yêu và nghi ngờ cái sự lựa chọn của mình. Và một khi đã coi thường người đàn ông ở bên cạnh thì phụ nữ thường không muốn ngủ chung nữa. Việc người phụ nữ cứ chủ động đi ngủ riêng không chỉ khiến cho người chồng cảm thấy khó chịu mà dần dần sẽ cảm thấy thất vọng. Và nếu không được giải quyết thì thực sự đây là một trong những vấn đề rất lớn với hôn nhân. Thiếu những tiếp xúc về cơ thể, cả trong và cả ngoài phòng ngủ là một sự thất bại trong đời sống vợ chồng. Nếu như còn yêu chồng, người vợ sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được chồng âu yếm, chồng gần gũi. Và trong tình huống này thì việc bạn cần làm đó là thử tìm hiểu những cái cảm giác mà cô ấy đang trải qua và có một cuộc trò chuyện cởi mở với vợ xem sao. Tất nhiên trong tình huống này, nếu như bạn cứ ép buộc bằng cách sử dụng bạo lực này hoặc là dùng các cái sức ép khác để ép vợ cho mình phải được gần gũi một cách miễn cưỡng thì có thể nó sẽ gây ra tác dụng ngược. Ngoài ra nếu như vợ bạn có cái thái độ rất là lồi lõm, thể hiện cái sự lạnh nhạt với chồng, tách ra đi ngủ riêng, thay vào đó vẫn có những cái cuộc vui tán gẫu, vẫn thể hiện cái niềm vui của mình trong cuộc sống bình thường hàng ngày, vẫn cứ thản nhiên sống, thì thực sự đây là lúc mà bạn nên nói rõ cho cô biết cái cảm giác tổn thương và những cái khúc mắc mà hai người đang mắc phải ở đâu. Hãy chia sẻ và nhìn thẳng vào vấn đề cùng với vợ của mình. Biểu hiện thứ hai đó chính là những người đàn bà mà càng thích nổi cáu, càng thích giận dỗi với chồng thì lại càng dễ ngoại tình. Từ xưa đến nay, người phụ nữ Việt Nam thường đối đãi với chồng mình thật sự có ít nhiều những cái phần rất là tương kính. Họ lúc nào cũng lùi về phía sau chồng một bước và có một chút tôn thờ chồng mình, hoặc là ít nhiều thì phụ nữ vẫn luôn thể hiện cái sự tôn trọng với chồng mình nếu còn yêu. Vì vậy đối với người chồng mà phụ nữ thì sẽ nghe theo, và chồng nói sao thì đa phần là các chị em đều đồng ý, ít có sự chống đối, hoặc nếu như có phản đối thì cũng góp ý rất là nhẹ nhàng. Đấy là người ta ứng xử khi người ta còn yêu và người ta còn muốn chung sống một cách hòa thuận với nhau. Dù đôi khi là chị em cũng có những sự bất mãn, cũng có những sự giận dỗi với chồng, nhưng sẽ cố gắng dùng sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng để hành xử cho phải phép. Một người vợ còn yêu thương và còn tôn trọng chồng thì sẽ rất ít khi cáu giận một cách thái quá, và sẽ không có một người vợ nào còn yêu chồng mà muốn xả cơn tức giận lên chồng cả. Vì vậy nếu như vợ bạn cứ thường xuyên giận cá chém thớt, thường xuyên kiếm cớ để cãi nhau, liên tục phát điên với bạn bằng những cái việc rất là vô lý, những cái lỗi rất là nhỏ mà bạn cảm thấy không có cái gì là quá quan trọng cả, thì đó là dấu hiệu cho thấy cô nàng đang không hạnh phúc và đang mong muốn từ bỏ cuộc hôn nhân.
và tệ hại hơn là rất có thể đây là mẫu phụ nữ dễ tìm kiếm những cái sự hài lòng với những người đàn ông bên ngoài. Khi yêu thương và dành cái sự quan tâm đến ai đó thì chắc hẳn chúng ta sẽ rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình. Ngược lại, khi vợ đã chán chồng thì sẽ thường xuyên chỉ trích các lỗi lầm và có những nhận xét, những câu nói rất ác ý. Trước đây vợ nhỏ nhẹ, vợ tốt bụng bao nhiêu thì giờ lại cứ thích lôi lỗi lầm của chồng ra để mà chỉ trích. Các khoản chi tiêu cũng là điều mà khiến cô ấy khó chịu và lấy cớ để mang ra gây chuyện. Đây là biểu hiện cho thấy cô ấy không còn bận tâm đến việc phải làm cho chồng hài lòng, phải làm cho chồng vui hay là nói làm sao để chồng hiểu nữa. Thứ cô ấy muốn là tung hê tất cả. Phụ nữ chán chồng thì thường hay có biểu hiện này rõ ràng nhất các bạn ạ. Thứ ba nữa, đàn bà mà càng thích nói câu ly hôn, càng mang chuyện ly hôn ra để mà đe dọa chồng thì cũng càng dễ ngoại tình. Trong hôn nhân, ly hôn là một câu nói rất cấm kỵ. Và chỉ khi nào mà hôn nhân đứng trước vực thẳm thì một trong hai bên mới cần nói lên điều này. Và phụ nữ mà thường cứ suốt ngày mở mồm là nói câu ly hôn, nói câu chán chồng thì thực tế phải đến 90% là trong lòng cô ta đã có ý định này thật sự. Đàn bà bình thường sẽ cố gắng chịu đựng bởi vì họ trân trọng tình cảm gia đình, ít nhiều vẫn sợ thị phi, sợ mang tiếng, sợ sẽ khiến cho những người mình yêu thương, cha mẹ, con cái phải buồn lòng. Tuy nhiên, nếu như người phụ nữ một khi đã chán nản, và đặc biệt tệ hại hơn là khi đã tìm cho mình được những cái bến đỗ mới, những cái con người mới mà tưởng chừng như là sẽ hạnh phúc hơn, những cái thảm cỏ xanh mướt hơn, thì họ sẽ tự thấy chán và việc buông tay là điều dễ hiểu. Đàn bà một khi đã cạn tình thì chẳng có chuyện gì mà họ không dám làm. Và câu nói ly hôn dường như là một tín hiệu bật đèn xanh cho người đàn ông biết được rằng cô ấy đã đang rất chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Và phụ nữ một khi đã dám nói câu ly hôn thì ít nhiều trong đầu cô ta ý tưởng cũng đã có việc này nhen nhóm từ lâu. Điều thứ tư mà phụ nữ cũng càng thích thì càng dễ ngoại tình, đó là thích che giấu những việc cá nhân và không thích chồng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình nữa. Phụ nữ có cái nhu cầu chia sẻ rất là cao và họ thường có tính nhỏ to, thủ thỉ tâm sự, đặc biệt là sau khi kết hôn. Nếu như những cặp vợ chồng yêu nhau như những cái đôi chim ríu rít suốt cả ngày không biết mệt, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hai cũng như là một, và những cái suy nghĩ nhỏ bé đến những cái công việc lớn xảy ra hàng ngày cũng đều cùng với nhau tâm sự. Khi bạn yêu và tán tỉnh người phụ nữ này thì bạn đã biết điều này rồi đúng không? Phụ nữ nhu cầu chia sẻ rất là cao. Do đó, nếu như người vợ mà càng thích bí mật, càng thích che giấu những việc cá nhân, không muốn cho chồng biết mình đi đâu làm gì, cứ thích riêng tư đặc biệt với việc đặt những mật khẩu như điện thoại, đặt mật khẩu cho máy tính, cho laptop, thậm chí là sắm luôn một chiếc điện thoại mới nữa, thì rất có thể cô ấy đang trong một mối quan hệ mờ ám. Vợ chồng thì làm gì có việc gì mà không chia sẻ được với nhau đúng không nào? Thế cho nên nếu như vợ có vấn đề gì đó đang giấu giếm bạn thì thực sự đây là một vấn đề đáng báo động. Cô ấy không còn dành nhiều thời gian để mà quây quần bên gia đình như mọi khi nữa, thích lao vào những cái công việc riêng tư của mình mà bạn không biết đó là việc gì. Và khi thấy những hành động khả nghi này thì người chồng cần chú ý và tìm cách giải quyết thật nhẹ nhàng để gìn giữ cuộc hôn nhân hiện tại của mình các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là bốn biểu hiện mà người phụ nữ càng thích làm nhiều thì càng dễ chán chồng ngoại tình. Và ngoài những cái dấu hiệu, những cái mẫu phụ nữ trên thì sẽ còn có vài những cái biểu hiện khác nữa, hay là vài những cái mẫu phụ nữ mà dường như đặc trưng sinh ra là cô ta đã rất là dễ ham thích những thú vui của lạ, như là những người phụ nữ thích sống cái cuộc sống xa hoa phù phiếm, những người phụ nữ mà sống không thể thiếu tiền, hay là những người phụ nữ mà thích làm đẹp một cách thái quá, hoặc là những người phụ nữ quá là dễ mềm yếu, rất là dễ bị những người đàn ông khác đánh trúng vào tâm lý yếu đuối của mình. Với những người phụ nữ xa hoa phù phiếm thì chắc chắn đây là một mẫu rất là dễ ngoại tình rồi. Các bạn tán tỉnh cô ta được bằng tiền thì cô ta cũng sẽ có thể bỏ bạn đi vì tiền, bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn, chỉ muốn sống trong nhung lụa giàu sang và hưởng thụ cuộc sống, chứ không muốn vùi mình trong mớ công việc gia đình hay là phải chăm sóc chồng con. Đây là dạng phụ nữ chỉ thích được ăn diện, thích được xuất hiện ở những nơi phồn hoa, thích được đàn ông tung hô, đánh đổi tất cả, kể cả hạnh phúc gia đình. Và những người phụ nữ này thì đương nhiên là mẫu phụ nữ mà sẵn sàng bỏ chồng bỏ con, chạy theo những gã đàn ông giàu có, mang lại cho cô ta một cuộc sống phù phiếm hơn.
thì đây là mẫu phụ nữ mà nếu như các bạn có chót lấy phải và cô ta có bỏ chồng theo giai thì từ bỏ cũng không có điều gì phải đáng tiếc. Hay là những người phụ nữ mà thích sống với những kỷ niệm cũ, quá là mềm yếu cũng là một điểm yếu mà khiến cho nhiều gã đàn ông đánh trúng vào đây để gạ gẫm. Người ta thường nói rằng tình cũ không dù cũng đến, hai người đã từng yêu thì sẽ có một cái sợi dây liên kết, đó là những kỷ niệm, những điều mà họ đã từng trao cho nhau. Và dù rằng là đã chia tay, dù tình yêu đó là dĩ vãng nhưng nó vẫn tồn tại sâu trong trái tim. Và với những cái người phụ nữ quá là đa tình, cứ thích sống với những kỷ niệm, những hoài niệm, đàn ông biết lợi dụng và đánh trúng vào những điểm này thì sẽ khiến cho những kỷ niệm cũ trỗi dậy. Và nếu như người từng cũ vẫn còn thương và ngỏ ý muốn quay lại thì phụ nữ kiểu này sẵn sàng bỏ chồng, phản bội chồng để làm những điều tội lỗi để sống lại cái tuổi thanh xuân đã trôi qua của mình. Đây cũng là một trong những cái kiểu mà rất là dễ bỏ chồng theo trai. Và các bạn thân mến, dù chúng tôi xin phép được chia sẻ cùng với các bạn bốn cái điều mà người phụ nữ càng thích làm thì càng dễ ngoại tình. Hy vọng rằng người vợ của các bạn không hề có những đặc điểm này. Và nếu như các bạn là những người đàn ông mà đang chuẩn bị lựa chọn cho mình những người bạn đời thì chúng ta cũng biết cách lựa chọn sao cho phù hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và chia sẻ cùng với chúng tôi. Theo các bạn thì còn có mẫu phụ nữ nào có những cái biểu hiện gì mà cho thấy một người phụ nữ cũng đang chán nản chồng, cũng muốn bỏ chồng theo giai, thèm khát mình nông lại hay không? Rất mong nhận được lời chia sẻ từ phía các bạn ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.